Sau đây là thể lệ phần thi Lycan ứng thí. Trong vòng 60 giây, mỗi thí sinh trả lời 12 câu hỏi thuộc các lĩnh vực toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, tiếng Anh, nghệ thuật, thể thao, pháp luật. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Thí sinh trả lời hết thời gian hoặc hết gói câu hỏi. Vừa rồi thì các bạn đã được theo dõi thể lệ của phần thi Lycan ứng thí và tôi xin nhắc lại một số điểm chính trong phần thi đầu tiên này. Ở phần thi này thì các bạn thí sinh sẽ được lựa chọn các gói câu hỏi. Mỗi gói thì sẽ gồm có 12 câu và các bạn chỉ có 60 giây để vượt qua 12 câu hỏi đó. Mỗi câu trả lời đúng thì các bạn sẽ ghi được 10 điểm. Vì thời gian rất là ngắn nên với những câu hỏi nào chúng ta không trả lời được thì các bạn hãy bỏ qua để tiết kiệm thời gian. Các bạn đã nắm rõ chưa? Lê Tú là người bắt đầu phần thi Lycan ứng thí và bạn sẽ chọn gói câu hỏi nào? Dạ, em chọn gói câu hỏi số 5. Lê Tú đã lựa chọn gói câu hỏi số 5. Hãy tận dụng thật tốt 60 giây của mình. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Dòng thơ Thôn Đoài Ngồi Nhớ Thôn Đông sử dụng phép tư tùy gì? Ăn dụ. Sai ạ. Tam giác đều có bao nhiêu tâm đối xứng? 1. Sai. Tên của một tập tiên gồm có mấy phần? 2 phần. 2 phần chính xác. Bước thứ 2 trong tập hợp đội hình tiểu đội một hàng dọc là gì? Bỏ qua. Gà con mới nở thường di chuyển bám theo gà mẹ. Đây là hình thức học tập gì? Invest. Là gì? Invest. Chính xác. How many strings does a violin have? 5. Sai. Tốc độ gốc kim phúc quay nhanh gấp mấy lần kim giờ? 60 lần. Sai. Phân tử ancol ethylic được cấu thành bởi mấy nguyên tố? 3 nguyên tố. Chính xác. Dấu nối dùng để nối hai nốt nhạc khác cao độ với nhau đúng hay sai? Đúng. Sai mới là đáp án. Lãnh thổ Việt Nam nằm hoàn toàn trong mảng kiến tạo nào? Bỏ qua. Kim tự tháp là thành tựu kiến trúc của cư dân cổ đại nào? Ai Cập. Và ở những giây cuối cùng thì bạn đã kịp đưa ra đáp án là Ai Cập. Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng Lê Tú đã giành được 40 điểm trong phần thi đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn gói câu hỏi và tham gia phần thi của bạn Ánh Hoa. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào? Em thưa chị là em chọn gói câu hỏi số 2. Ánh Hoa lựa chọn gói câu hỏi số 2. Chúc bạn may mắn với lựa chọn của mình. Phần thi của bạn bắt đầu. Tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự của Lê Hữu Trác thuộc thể loại tiểu thuyết trung đại đúng hay sai? Hay là thưa chị là sai. Sai là chính xác ạ. Một đường thẳng cắt tối đa bao nhiêu cạnh của một hình vuông? Chị là 4. Chính xác. Hãy cho biết 1 megabyte bằng bao nhiêu kilobyte? 1064. Sai. Môn bóng rổ có nguồn gốc từ quốc gia nào? Chị là Mỹ. Chính xác. Hai loại hóc môn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là? Chị là... Bỏ qua. How many colors are there in the national flag of South Korea? 4. Chính xác. Vật được mạ kim loại trong hiện tượng điện phân được nối với cực nào của nguồn điện? Cực dương. Sai. Trong phân tử nước, nguyên tử của nguyên tố nào chiếm tỷ lệ lớn nhất về số lượng? Hydro. Chính xác. Để xác định độ cao của âm thanh, nốt nhạc được trình bày ở đâu? Trên khuôn nhạc. Chính xác. Tại hai cực, vận tốc dài của trái đất bằng bao nhiêu? Bỏ qua. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được thành lập từ quốc gia nào? Indonesia. Ở câu hỏi này thì đáp án chính xác phải là ở Thái Lan. Nhưng Ánh Hoa cũng đã xuất sắc ghi được 60 điểm trong phần thi đầu tiên. Xin được chúc mừng bạn. Bây giờ thì Minh Quý sẽ bước vào phần thi này. Xin mời bạn chọn gói câu hỏi. Em chọn gói câu hỏi số 3. Minh Quý lựa chọn gói câu hỏi số 3. Bạn sẽ có 60 giây để vượt qua 12 câu hỏi của chúng tôi. Phần thi của bạn bắt đầu. Câu thơ Tháng Giêng Ngon Như Một Cặp Môi Gần sử dụng phép tư thì... Ăn dụ. Sai ạ. Có bao nhiêu dãy số vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân? 0. Sai. Bộ nhớ trong máy tính... Bộ nhớ trong của máy ROM tính... và RAM. Chính xác. Khẩu lệnh thực hiện động tác chào gồm dự lệnh và động lệnh đúng hay sai? Sai. Chính xác. Ở thực vật có hoa, hạt được phát triển từ? Gậy. Sai. What is the capital of the Manila. Philippines? Chính xác. Chùm sáng mặt trời khi truyền qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm sáng màu khác nhau gọi là hiện tượng? Khúc xạ ánh sáng. Tán sáng. Tán sáng ánh sáng mới là đáp án ạ. Hạt gì mang điện tích dương cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử? Chính xác. Nốt pha mi liền kề cách nhau mấy cung? Nửa tông. Chính xác.
Hiện tượng mặt trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa được gọi là chỉ đọc biểu kiến của mặt trời. Sai ạ. Đến giữa thế kỷ 19 nước nào được mệnh danh? Nước Anh. Chính xác. Kế thừa phát huy những di sản truyền thống văn hóa của dân tộc là phương hướng ở lĩnh vực sao văn hóa. Trời ơi, văn hóa. Vâng, có thể nói là Minh Quý đã chạy đua với thời gian để đưa ra những đáp án. Và ở câu hỏi cuối cùng thì đáp án là văn hóa. Tuy nhiên rất tiếc bạn đã đưa ra đáp án khi mà thời gian đã kết thúc. Do đó bạn đã kết thúc phần thi đầu tiên với 70 điểm. Xin được chúc mừng bạn ạ. Và lúc này thì chỉ còn lại một thí sinh sẽ tham gia phần thi like kinh ứng thí. Xin mời Đình Ý chọn gói câu hỏi. Dạ, em xin chọn gói câu hỏi số 1. Đình Ý lựa chọn gói câu hỏi số 1. Và thời gian dành cho bạn bắt đầu. Quá trình hiện đại hóa của văn học Việt Nam từ thế kỷ 20 đến năm 1945 bao nhiêu ạ? Sai. Cho tam giác ABC có góc A bằng 30 độ tính sin B cộng C. Nếu chọn phông chữ Times New Roman để gõ được tiếng Việt có dấu thì phải chọn bảng mã nào? Là bỏ qua. Cấp bậc cao nhất của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì? Đại tướng. Chính xác. Hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử được và giao tử cái được gọi là sinh sản vô tính. Chính xác. What is the smallest planet in our solar system? Bỏ qua. Nhiệt độ sôi của nước theo nhiệt giai Kelvin là bao nhiêu? 273. Sai. Hợp chất nào của nitơ là nguyên liệu chính dùng để sản xuất axit HNO3 trong công nghiệp? C2A. Sai. CH6O. Bài hát tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt nhắc về mùa nào trong năm? Mùa xuân. Chính xác. Trung Quốc dùng bao nhiêu múi giờ chung cho cả nước? 1. Chính xác. Bia đá tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám được đặt trên lưng của linh vật nào? Chính xác. Vâng, và đó là câu hỏi cuối cùng trong gói của Đình Ý. Chúc mừng bạn đã giành được 40 điểm sau phần thi đầu tiên. Như vậy là cả 4 thí sinh đã rất nhanh chóng vượt qua thử thách đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Lúc này thì chúng ta sẽ cùng xem lại số điểm của các bạn sau phần thi like kênh ứng thí như thế nào. Hiện nay Lê Tú đang có 40 điểm. Ánh Hoa ghi được 60 điểm. Minh Quý có 70 điểm. Và Đình Ý giành được 40 điểm.